Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì sao cầu sanh tịnh độ? Hy vọng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành tựu Phật quả rốt ráo ngay trong một đời. Đây chính là thăng vô thượng đường, an trụ bất động. Đang nói ở đây, đấy mới là đại sự bậc nhất trong đời người. Những thứ khác đều là lông gà, vỏ tỏi, chẳng đáng nhắc tới. Các thứ thì hiện nhằm làm cho người thế gian thấy. Người thế gian chẳng biết luân lý, chẳng biết đạo đức, chẳng có đạo nghĩa, mà cũng chẳng hiểu nhân quả. Do vậy vẫn phải thị hiện đủ thứ cho bọn họ. Đó là chuyện kèm theo. Điều quan trọng nhất là phải cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chuyện này nói dễ dàng, thực hiện khó khăn khôn sánh. Dẫu khó khăn chẳng thể không làm. Làm từ nơi đâu? Phật Bồ Tát từ bi tột bậc, trong thời kỳ mạt pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật đã vì chúng ta mở ra pháp môn phương tiện đối nghiệp vãng sanh. Giúp chúng ta thành tựu trong một đời. Từ bi cùng cực. Nếu chẳng có pháp môn này, trong các buổi giảng trước kia tôi thường đề cập, Phật đã nói giỡn với chúng ta. Cớ sao là nói giỡn? Nhử mồi. Quý vị làm không được, chẳng phải là Đức Phật đã nói uổng công ư? Có pháp môn này thì mới là từ bi chân thật. Nói ra đủ mọi pháp môn khiến cho quý vị hâm mộ, nhưng thật sự làm không được. Thế nhưng Ngài nói ra pháp môn này, quý vị liền biết ngoài 84,000 pháp môn hãy còn có một môn Phật pháp. Thành tựu ngay trong một đời, chúng ta mới hiểu niệm Phật cầu vãng sanh là thăng vô thượng đường. Hiện thời điều quan trọng nhất là chúng ta đối với pháp môn này phải an trụ bất động, quý vị mới có thành tựu. Niệm Phật mà còn ưa chuộng pháp môn khác, đó là xen tạp. Xen tạp, công phu sẽ chẳng thuần.
chính mình lỡ làng cơ duyên quá tốt đẹp trong một đời này, quá đáng tiếc. Có đồng tu ở phương Bắc kể với tôi, ở phương Bắc thịnh hành luyện công, hỏi tôi niệm Phật có thể luyện công hay không, luyện công có gây trở ngại cho niệm Phật hay không. Chính quý vị hãy tự suy nghĩ, có trở ngại hay không. Nếu có trở ngại khiến cho quý vị phân tâm, tâm quý vị chẳng thể chuyên nhất, quý vị phải suy xét rốt cuộc là học luyện công hay là học niệm Phật. Luyện công có chút hữu ích, khiến cho thân thể khỏe mạnh. Niệm Phật càng hữu ích cho sức khỏe. Vì sao? Quý vị đến hỏi tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản, ông ta sẽ nói cho quý vị biết. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, những thứ khác đều chẳng có. Mỗi tế bào, mỗi khí quan trên thân thể quý vị đều là hoàn mỹ nhất. Cái thân thể ấy còn có thể chẳng khỏe mạnh ư? Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường dạy cảnh chuyển theo tâm. Tâm của quý vị biến thành A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vô lượng quang thọ, A Di Đà Phật thân kim cang bất hoại. Tâm đã là Phật tâm, lẽ nào thân chẳng phải là Phật thân? Quý vị hãy suy nghĩ đạo lý này. Còn có pháp môn nào có thể sánh bằng nó? Vì sao quý vị còn phải học chi khác? Đối với pháp môn này, quý vị chẳng có đủ tinh tấn, vẫn còn mong tìm thứ khác để giúp đỡ, để phụ trợ, sai mất rồi. Không cần thiết, thứ gì cũng chẳng cần. Vấn đề ở chỗ nào? Tĩnh tâm. Tĩnh tâm quyết định hết thảy. Quý vị có tĩnh tâm đối với pháp nào, hãy thâm nhập một môn, chắc chắn sẽ có lợi ích. Lợi ích lớn hay nhỏ khác nhau, chẳng tương đồng. Lợi ích thù thắng khôn sánh, chẳng có gì sánh bằng, chính là pháp niệm Phật. Lời này chẳng phải do tôi nói, mà là mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều khuyên dạy, trọn khắp hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, há còn có thể sai lầm được ư? Vì thế pháp môn niệm Phật mới thực sự là thăng vô thượng đường, an trụ bất động. Nay chúng ta thừa nhận sự khiếm khuyết là chúng ta hiểu biết chẳng thấu triệt, nhận thức chẳng rõ ràng. Do vậy thành ra như thế nào? Công phu chẳng đắc lực. Nếu quý vị nhận thức rõ ràng, hiểu biết thấu triệt, quý vị sẽ tự nhiên an trụ bất động,
Ai có thể làm được? Ai cũng đều làm được. Pháp môn này vạn người tu, vạn người đến, chẳng giả. Thầy Lý thường nói, một vạn người niệm Phật thật sự có thể vãng sanh là đôi ba người, tức là hai ba phần vạn. Nguyên nhân là gì? Chẳng thể trách A Di Đà Phật, chẳng thể trách Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng thể trách kinh điển. Hãy trách ai? Trách chính mình. Chính mình đối với pháp môn này vẫn còn bán tín bán nghi y như cũ. Tôi nói chắc chắn không sai. Quý vị xác thực là bán tín bán nghi, chẳng hoàn toàn khẳng định. Vì sao? Hoàn toàn khẳng định quý vị sẽ an trụ bất động. Hiện thời quý vị chẳng an trụ, nay vẫn còn dao động, vẫn mong học thứ này, vẫn tưởng học thứ kia. Sự nhận biết chẳng đủ sâu. Làm như thế nào đây? Biện pháp hữu hiệu duy nhất là thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng chẳng nhằm mục đích nào khác, không gì chẳng nhằm giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Sau khi đã phá mê khai ngộ, tự nhiên sẽ đoạn nghi sanh tính. Đây là lợi ích của kinh giáo. Chúng ta còn chưa buông nghi lự xuống, hiệu quả của kinh giáo chẳng sanh ra sức mạnh. Đó là gì? Nghe chưa đủ, chẳng nghiêm túc nghe. Sau khi đã nghe, chẳng lý giải thấu triệt, chẳng nghiêm túc thực hiện.
Love.